mà không biết lợi hại hay ăn hại đây. Dạ. À, nãy giờ thấy mấy em hát kinh gửi tặng đến bà con mà em cũng thấy cũng sung sung trong người quá thôi. À, cũng gửi đến tặng bà con một bài. Trước thềm năm mới dạ. Hơi dài nãy rồi. Dạ. Xin gửi đến tặng bà con với bài thơ cổ của tác giả Trần Phán. Bài hát được mang tên Tặng đời chiếc nón bài thơ. Dạ mời quý vị nghe. Thương những sóng hồn thật hằng xuôi bờ bề.
đồng bào dân tộc cùng người giáo viên vui đời mộc mạc sắc thắm mà thân đổi bà con mình sang năm mới là mang phát tài. Xin cảm ơn phần trình bày của nghệ sĩ Dũng Nhí. Kính chúc quý vị chương trình chúng ta. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ này mà còn ngồi đây nghe nghệ sĩ hát rất là vui, mừng quá. Chào một lần nữa, sự trả lời của Văn Ngàn xin được đến toàn thể đại gia đình một bài dòng cổ được mang tên Ly Rượu Đòn Diêm. Thank you.
dạ.